Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 41: Đóa hoa trắng nhu nhược. Lão phu nhân nghe vẻ cam chịu trong trong lời nói của nàng thì trong lòng thoải mái hơn. Ai ngờ Vân Khanh còn có câu tiếp theo, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, mang theo vài phần ủy khuất cùng nghi hoặc, nói. Đều là Vân Khanh không hiểu chuyện, trước kia có nghe nương nói qua, theo luật lệ đại ung nhà có tang sự, trong vòng ba tháng phải mặc đồ tang, trong vòng một năm chỉ đơn thuần mặc trang phục đạm mạc, vì như thế sẽ biểu đạt lòng tôn kính đối với cố nhân, nay nghe tổ mẫu giáo huấn, lại nhìn gì cùng biểu tỉ, nhất định là nương nói sai rồi. Lão phu nhân dọc theo đường đi cũng không từng lưu ý vấn đề này, chỉ cảm thấy số mạng của mẹ con tạ di thật khổ, trượng phu mất sớm, chỉ còn lại có hai mẹ con bọn họ, trong lòng không để ý, lúc này nghĩ đến, dọc theo đường đi hai người bọn họ đều ngăn nắp sáng ngời trước mặt bà, bồi bà nói nói cười cười, khó nhìn thấy được vài phần yêu thương. Bà vẫn đều cảm thấy tạ di là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không sẽ không nhìn đến lúc bà gặp nguy hiểm xông lên đỡ một đao vì bà, nhưng đối với trượng phu người hơn 10 năm chung sống lại không có chút tình cảm nào. Vậy mà với bà, người chỉ mới nhận thức được mấy tháng tình cảm thực là nhiều, lúc này ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Tạ Di mới vừa rồi mang theo vài phần đắc ý nhất thời bị một sự ảo não thay thế. Vân Khanh nói như thế rất đúng, dựa theo luật lệ đại ung, gia đình nào có người mới chết, phải mặc trang phục đạm mạc, mà trong lòng bà, họ vì đã chết, âm dương đôi ngã, không còn vướng bận, bà ta không có nửa phần tâm tư mặc tang phục vì hắn làm cho người ta biết bà ta là quả phụ nhưng ở bên ngoài bà ta không thể nói ra như thế được vội vàng lôi kéo vi ngưng từ quỳ xuống âm thanh mang theo nức nở nói cháu gái của con nói rất đúng dựa theo quy củ thật là như thế nhưng con không thể không làm vậy nhìn nước mắt được khống chế như tự nhiên của tạ di vân khanh đáy mắt mang theo ý cười không hiểu rõ lắm hỏi gì nói như thế chẳng lẽ có người buộc ngươi nhất định phải mặc đồ xanh đỏ sao lời này rõ ràng là hàm ý châm biếm nhìn vân khanh ánh mắt chớp chớp giọng nói lại vô cùng ngây thơ làm cho trong lòng tả di tức giận ngập tràn cũng không thể phát tác tiếp tục cầm khan nói cháu có điều không biết nhà của dì kể từ khi tướng công chết thân thích trong nhà xem chúng tôi là cô nhi quả phụ dễ khi dễ mỗi ngày tới cửa mượn này mượn nọ nói là mượn kỳ thật là lấy không có khả năng hoàn trả gì không cho bọn họ liền cướp từ trên xuống dưới trong lòng gì vô cùng sợ hãi đến dương châu đường xá xa xôi trên đường nếu để cho người nhìn thấy mẹ con chúng tôi mặc tang phục chắc chắn biết người không có chỗ dựa không chừng cũng sẽ khi dễ chúng tôi như những người họ hang kia vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh chúng tôi mới không thể không trái lương tâm ăn mặc rực rỡ làm cho người ta thấy gì không phải dễ khi dễ mới có thể bình an đến dương châu tìm nơi nương tựa. Mặc dù bà ta khóc không ngừng, mồm miệng lại có chút rõ ràng, nhấn mạnh từng tiếng mang theo vài phần bi ai, khiến người chung quanh cảm thấy đồng tình. Đáy mắt Vân Khanh giống như mang theo vài phần thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Gì à? Chẳng lẽ dọc theo đường đi không phải vẫn đi cùng tổ mẫu sao?" Sau khi nức nở vài tiếng, Tạ Di nhìn Vân Khanh, đáy mắt hiện lên một tia ác độc, lập tức liền che giấu kéo vi ngưng từ quỳ gối trước lão phu nhân, nói tiếp, cũng may trên đường gặp lão phu nhân, để cho mẹ con tôi cùng đồng thành, nhờ phúc của lão phu nhân, cũng không sợ bọn đạo tặc kia, nhưng một đường cũng không thể mặc đồ tang đồng hành cùng lão phu nhân, lão nhân ra thân thể yếu đuối, chịu không nổi bi thương, cho dù người ta chỉ trích hai mẹ con chúng tôi, chúng tôi cũng không thể làm ảnh hưởng đến lão phu nhân. Vừa nói, hai mẹ con gắt gao ôm nhau cùng một chỗ ôm đầu mà khóc. Đôi mắt đục ngầu của lão phu nhân cũng đã ươn ướt, đưa tay nâng mẹ con tạ di dậy, cảm động nói, con là đứa mốc mà, sao chỉ suy nghĩ vì người khác mà không cân nhắc suy nghĩ cho chính mình. Lão phu nhân có ân đối với con, con làm sao dám quên ân tình của ngài. Tạ di trên mặt mang theo đầy nước mắt, trong giọng nói mười phần chân thành. Phấn khích, thật sự là phấn khích, Vân Khanh nhịn không được muốn hướng tạ di vỗ tay, rõ ràng chính bản thân muốn không tuân thủ tang chế nhưng qua miệng lưỡi của bà ta đổi thành là vì tổ mẫu nên mới không thể không làm vậy rốt cuộc là tạ di thuận thế đem tổ mẫu xoay vòng vòng không thể không nói công lực thật không giống bình thường vân khanh nhìn bà ta vừa sướng vừa diễn không sai biệt lắm cũng thuận thế theo đem vi ngưng tử đang quỳ trên mặt đất kéo lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy nước mắt thân thiết hỏi biểu tỉ mau đứng lên nếu nương biết gì cùng tỷ vì thân thể mẹ chồng bà An Khang ngay cả giữ đạo hiếu đều để đề ở một bên, chắc chắn sẽ thực cảm động. Nghe vậy, trong mắt lão phu nhân hiện lên một tia tinh quang, triều đại này lấy hiếu trị quốc, hiếu vì chăm thiện trước, tạ di vì thân mình bà An Khang, mặc dù cũng có thể xưng là hiếu, cũng là vượt quá mức, bà không phải vãn bối trực hệ của tạ di, không cần vì bà mà vứt bỏ đạo hiếu, còn nữa bà là một người già đương nhiên hy vọng nữ nhân nên mặc áo tang nếu con dâu của con trai mình giống tạ thị chưa xong đạo hiếu đã mặc quần áo xanh đỏ bà nhất định tức chết vốn muốn nói nhưng đến bên môi liền sửa lại dù tâm tư con đơn thuần dù con cùng ngưng tử vì sức khau ơ của ta nhưng quy củ vẫn phải giữ nếu để người khác nghe được còn tưởng rằng trầm phủ ta không có quy củ ngay cả hiếu đạo đều dạy không tốt nói xong liền buông tay tạ di ra sắc mặt cũng trở nên thản nhiên không còn vẻ nào cảm động nữa vì ngưng tử không hề chú ý tới thần sắc của lão phu nhân ngay từ đầu nàng ta đã thầm quan sát vị biểu muội trước mắt này chỉ thấy trầm vân khanh trải ba búi tóc mái tóc đen nhánh theo trên vai chảy xuôi xuống dưới trên đầu cài cây châm hoa mai bạch ngọc trên người mặc trang phục xanh nhạt thanh nhã vạt áo thêu mai hồng hạ thân mặc váy dài màu ánh trăng trên tay đeo hai đôi vòng ngọc bằng vàng toàn thân lơ đãng lộ ra một sự quý khí, mỗi một đồ vật lại càng thêm xa xỉ. Nàng ta theo bản năng nhớ tới chính mình, trên đầu bất quá chỉ có một cây châm bằng vàng, một đóa hồng bằng lụa màu đỏ, trên cổ tay là chiếc vòng chạm trổ, chính là thứ tốt nhất của nàng ta, cũng không sánh bằng những thứ trên hai tay biểu muội kia. Khóe mắt cụp xuống, nàng ta thầm nghĩ ở trong lòng, nhất định phải khiến cho biểu muội trước mắt này được vui nàng ấy là con gái duy nhất của tạ thị và thẩm gia nếu như nàng tiếp nhận chính mình tạ thị cùng thẩm gia cũng sẽ rất dễ tiếp cận mà chỉ cần bọn họ thích mình thì những vật phẩm quý báu như thế nàng ta cũng sẽ có nàng ta ngẩng đầu khóe mắt lộ vài giọt nước mắt khóc đến lê hoa đái vũ nhu nhược bắt lấy tay vân khanh cảm ơn cảm ơn biểu muội đã quan tâm tỉ nói tới chỗ này tựa hồ như kích động đến nỗi không nói ra lời Vân Khanh cười nhẹ, đem thần thái vi ngưng tử thu vào đáy mắt. Đây là tuyệt chiêu của nàng ta, đơn giản đem một mặt đáng yêu của nàng ta biểu hiện ra bên ngoài. Ai ai cũng đều cảm thấy bình thường nàng ta sống không được tốt. Cho nên chỉ cần được người khác coi trọng một chút liền cảm động, làm cho người ta thấy đau lòng, cảm thấy thương tiếc, trong lòng nhịn không được cho nàng ta là rất tốt. Những điều ở kiếp trước trải qua đã nói cho nàng biết, vi ngưng tử tựa như con rắn được người nông phu cứu bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng phun độc, cắn ngược lại ân nhân của mình, là mỹ nhân độc như rắn rết, Trầm Vân Khanh nàng thấy thật đáng tiếc. Vân Khanh rút ra một bàn tay đang bị nàng ta nắm, vỗ nhẹ nhàng trên lưng nàng ta, nửa thật nửa giả sẵn giọng nói xem biểu tỷ nói, ở chỗ này có người nào không quan tâm tỷ chứ? Tỷ nói là gì không quan tâm tỷ, hay là nói tổ mẫu không quan tâm tỷ? Chương 42, trên xe ngựa, một Vân Khanh rút ra một bàn tay đang bị nàng ta nắm, vỗ nhẹ nhàng trên lưng nàng ta, nửa thật nửa giả sẵn giọng nói theo biểu tỷ nói, ở chỗ này có người nào không quan tâm tỷ chứ, tỷ nói là gì không quan tâm tỷ, hay là nói tổ mẫu không quan tâm tỷ. Sắc mặt vi ngưng tử khẽ biến, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn thoáng qua tạ di, lại nhìn sắc mặt lãnh đảm của lão phu nhân, vội vàng nói, làm gì có, tỷ không phải có ý này, là không nghĩ tới biểu muội cùng tỷ lần đầu gặp mặt lại quan tâm đến tỷ như vậy vừa rồi dì cũng đã nói tỷ là biểu tỷ ruột thịt của muội từ nhỏ tổ mẫu đã từng nói qua với vân khanh tiểu thư khuê các phải hiểu được tôn kính với trưởng bối chiếu cố đệ muội nếu không quan tâm như theo lời của tỷ nói chỉ sợ tổ mẫu sẽ không vui đâu vân khanh yêu kiều cười nói còn nhìn sang lão phu nhân hỏi tổ mẫu người hãy phân xử Xem cháu gái nói có đúng không? Lão phu nhân sinh ra ở dòng dõi thư hương, trong nhà dù chưa có ai làm quan, nhưng có mấy đời đều là tú tài, điểm này bà có chút kiêu ngạo, nghe được Vân Khanh hỏi bà như vậy, vui tươi hớn hở nở nụ cười, đó là đương nhiên, quỷ nha đầu này, không nghĩ tới còn nhớ rõ lời tổ mẫu nói như thế. Kỳ thật bà cũng không nhớ rõ đã từng cùng Vân Khanh nói như vậy, nhưng lời này có vẻ bà giáo dưỡng con cháu tốt. Đương nhiên bà vui vẻ thừa nhận. Vân Khanh biết tổ mẫu xem trọng mặt mũi, cũng thích nghe lời hay, nàng kéo vi ngưng từ đứng trước mặt lão phu nhân, dịu dàng mở miệng nói, nương vẫn luôn nói với Vân Khanh rằng, kiến thức của tổ mẫu thâm sâu, cao hơn so với nương rất nhiều, bảo Vân Khanh hào hào theo tổ mẫu học tập thật tốt. Vừa nghe tạ thị ngày thường ở trước mặt cháu gái khen bản thân như thế, bà cũng có chút ngoài ý muốn, nhớ tới người con dâu này, ngày thường cũng luôn kính cẩn nghe lời, ngoài chuyện không thể sinh tôn tử, những chuyện khác đều khiến bà vẫn tương đối hài lòng, tâm tình thật tốt, liền đem Vân Khanh ôm vào trong ngực, thân thiết nói, xem cái miệng nhỏ nhắn của con này, rỗ tổ mẫu vui vẻ cực kỳ. Nhìn tổ tôn trước mặt đang vui vẻ ấm áp, đôi mắt Vi Ngưng Tử hơi nheo lại, động tác nhỏ này Vân Khanh rất rõ ràng, nàng ta đang ghen tị ở trong lòng, khi Vi Ngưng Tử buông tay mình ra, Vân Khanh hô lên biểu tỷ sao lại hất tay của muội ra, tỷ thích tổ mẫu, cũng có thể làm cháu của tổ mẫu mà. Nàng nói xong, liền rời khỏi lòng của lão phu nhân, ánh mắt sợ hãi nhìn vi ngưng tử. Lão phu nhân nhất thời không vui, bà lâu lâu cùng cháu gái mình thân thiết thì có làm sao, vì ngưng tử còn dám mặt nặng mày nhẹ cho Vân Khanh xem, nhớ tới lúc đầu nàng ta còn nói không có người quan tâm nàng ta, vậy trên đường đi cùng nhau, mình chiếu cố nàng ta thật sự là không nhớ ư. Tạ Di thấy thế lập tức đi tới, chừng mắt nhìn Vi Ngưng Tử, lại dùng móng tay hung hăng nhéo bên hông nàng ta một cái, Vi Ngưng Tử ăn đau nước mắt liền chảy ra, nức nở nói, tổ mẫu. Con không có. Vừa thấy Vi Ngưng Tử bắt đầu muốn khóc, lão phu nhân không kiên nhẫn khoát tay nói, được rồi, ta đã biết, giờ cũng không còn sớm, vương ma ma, an bài bữa tối đi. Khóc sướt mướt đích thực là xui lại nhìn Vân Khanh cười nhu thuận trước mặt, càng cảm thấy cháu gái nhà mình là tốt nhất, nắm tay Vân Khanh hướng đến thiện sành. Đây là lần đầu tiên trước mặt người khác lão phu nhân không chừa chút mặt mũi cho mẹ con bà ta, vì ngưng tử ngước mắt nhìn Vân Khanh, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhu hòa như hoa bách hợp, một đôi phượng mâu lóe lên tia sáng, nhìn tinh thần thập phần đắc ý, nhưng nàng ta lại không hiểu sao cảm thấy có một luồng khí lạnh phía sau lưng dùng bữa rồi nghỉ ngơi ở biệt viện một đêm nhóm người hầu đã chuẩn bị thỏa đáng chuẩn bị khởi hành hướng đến phủ dương châu lúc tạ di và vi ngưng tử đi ra chứng kiến lão phu nhân nắm tay vân khanh bước ra hai người chào đón hành lễ nói lão phu nhân vạn phúc tổ mẫu vạn phúc thấy lão phu nhân cười xem ra chuyện hôm qua bà cũng không muốn so đo nữa tạ di lập tức đứng ở bên kia giúp đỡ lão phu nhân leo lên xe ngựa cười nói lão phu nhân Người xem thời tiết hôm nay thật tốt, ngồi trong xe ngựa chắc chắn sẽ rất thoải mái. Lão phu nhân gật đầu, bước chân chuẩn bị bước lên xe ngựa, vừa mới quay lại, bắt gặp tạ di cũng muốn leo lên, lập tức nhíu mày trách mắng, người theo lên làm gì. Gặp lão phu nhân mới vừa rồi còn cười tùm tìm, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, tạ di nhất thời chưa kịp phản ứng, ngay cả vi ngưng tử cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra làm cho lão phu nhân tức giận như thế vương ma ma dọc theo đường đi chịu không ít khổ sở từ hai người bọn họ lúc này mở miệng nói lão phu nhân đã lâu không có gặp đại tiểu thư muốn cùng đại tiểu thư tâm sự hai mẹ con này dọc theo đường đi được lão phu nhân chiếu cố quá tốt đã quên rằng đại tiểu thư mới chính là cháu gái chính thất của bà tạ di cùng vi ngưng tử lúc này mới kịp phản ứng vội vàng ngượng ngùng nói xem ta nhất thời hồ đồ rồi vân khanh đến đây trên đường chăm sóc lão phu nhân thật tốt nhé. Trên đường đi hai mẹ con họ đều cùng ngồi chung với lão phu nhân trên một chiếc xe ngựa. Đây vốn là bọn họ cố ý không mua thêm một chiếc xe ngựa, thứ nhất là không muốn tốn bạc, thứ hai là cùng ngồi chung với lão phu nhân, mỗi ngày làm bạn, có thể bồi dưỡng cảm tình. Nhưng nay cháu gái đích thực là Vân Khanh đã đến, bọn họ không thể mặt dày đuổi Vân Khanh đi xuống. Vì thế trên đường trở về, Lão phu nhân cùng Vân Khanh ngồi một chiếc xe ngựa, Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử ngồi trên một chiếc xe ngựa khác. Dọc theo đường đi, luôn nghe Vân Khanh dỗ lão phu nhân thoải mái cười to, tiếng nói tiếng cười rơi vào tai của hai mẹ con này chỉ cảm thấy thật chói tai. Tạ Di ngồi ở trên xe, sắc mặt nhu hòa đã biến mất, hai mắt mang theo một sự oán độc, làm cho Vi Ngưng Tử ngồi kế bên không tự chủ co rụt cổ lại. Tạ Di nhớ đến chuyện ngày hôm qua, vung tay xả giận vào cánh tay vi ngưng tử cắn răng mắng ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần muốn ngươi dọc theo đường đi lấy lòng bà già đó chỉ có lấy lòng bà ta chúng ta vào thẩm phủ mới có nơi sống yên ổn bà mắng nhiếc một phen vi ngưng tử cắn chặt môi chịu đựng không rên một tiếng hôm qua ngươi hất tay tiểu tiện nhân kia làm gì làm bà già kia đối với ngươi không vui hôm nay ngay cả xe ngựa cũng không để ta ngồi cùng bà ta một chỗ ngươi lại nhăn mặt cho ta xem sao nương con không có hất tay nàng ta là nàng ta cố ý buông ra sau đó đổ oan cho con vì ngưng tử thật sự ăn đau nhìn không được vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ trên cánh tay đau đớn khiến cho nước mắt nhịn không được muốn trào ra ngoài nếu vi ngưng tử là nam hài ai dám đến chiếm gia sản bà ta những người đó không phải khi dễ trong nhà bà ta không có nam nhân sao thật là một đám khốn kiếp tạ di nghĩ đến sắc mặt của những người trong tộc vừa hận vừa tức cầm lấy cánh tay vi ngưng tử ngắt nhéo trong lỗ mũi ngừ lạnh hai tiếng liếc vi ngưng tử thấy gương mặt trái xoan nhỏ nhắn một đôi mắt hạnh ngập nước thoạt nhìn vừa nhu nhược vừa đáng thương khóe miệng lại mang theo ý cười tốt xấu gì sinh nữ nhi cũng không phải sai nếu là có thể gả cho hầu môn thế ra chẳng phải so với sinh con trai càng hoàn hảo hơn sao nghĩ đến đây sắc mặt tạ di tốt hẳn lên đem vi ngưng tử kéo qua ôm vào trong ngực vuốt ve cánh tay nàng ta dỗ dành nói tử nhi con cũng đừng trách nương nương thật sự là không có biện pháp cô nhi quả phụ chúng ta ai cũng đều khinh thường nếu cha con còn sống tiểu tiện nhân trầm vân khanh kia dám đùa giỡn với mẹ con ta như thế sao mặt vi ngưng tử tràn đầy nước mắt tựa vào trong lòng bà ta đáy lòng nọc độc tỏa ra không ngừng trầm vân khanh nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bị nương đánh, đều là ngươi làm hại, nương, nương yên tâm, bà cháu bọn họ đối đãi với mẹ con ta như thế nào, nữ nhi nhất định đoạt lấy hết tất cả của bọn họ. Chương 43, trên xe ngựa 2. Bánh xe lăn mãi, hai ngày sau tiến về phủ Dương Châu, thanh âm xa phu từ bên ngoài truyền tới, lão phu nhân, đại tiểu thư đã về đến thẩm phủ rồi à. Vân Khanh nghe thế nhẹ nhàng mỉm cười, trước tiên đứng dậy rồi nói Vân Khanh đỡ tổ mẫu xuống xe. Đóc đường đi, lão phu nhân đều được Vân Khanh chăm sóc cẩn thận. Ấn tượng của bà so với trước kia cũng tốt hơn một ít. Giờ lại thấy bộ dạng cháu gái hiểu biết lễ nghĩa, đáy mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu viện tay nàng bước ra xe ngựa. Trước cửa chính, thẩm mậu và tạ thị đã sớm tự mình dẫn theo gia nhân đứng đợi, vừa nhìn thấy lão phu nhân xuống xe ngựa lập tức bước lên hành lễ, nhi tử bái kiến mẫu thân con dâu bái kiến mẫu thân. Lão phu nhân thấy cả hai người đều cố ý chờ mình trước cửa thì thấy vừa lòng, gật đầu nói, làm khổ con phải đợi ta rồi. Bà nói xong thì chuyển ánh mắt sang người tạ thị, thấy con dâu mặc áo ngắn màu đỏ thiêu mẫu đơn, dưới thân là váy lụa xanh thiêu chỉ tơ màu vàng, vấn kiểu tóc tùy vân kế, trên đầu cài châm phỉ thúy khảm ngọc đỏ, sắc mặt so với trước cũng hồng nhuận hơn mấy phần dường như mấy tháng không có bà trong phủ tạ thị đúng thật là thoải mái lạnh giọng ngươi là vì muốn gặp em gái nên mới ra đây chờ sao lời này đúng là oan uổng cho dù trong lòng tạ thị biết em gái đang đến cũng không nhất thiết phải đứng đợi ở cổng lớn bà là trường tỷ cùng lắm là đứng trước cửa thủy hoa đón tiếp xem như là có lễ thẩm mậu thấy mẫu thân lại không hài lòng với tạ thị vội vàng nói xen vào mẫu thân nghe nói hôm nay di muội và di chất nữ cùng đến đây thế hai người kia đâu tạ di vẫn từ phía sau quan sát thẩm mẩu thấy ông có đôi mắt luôn mang nửa ý cười mi dài mặt trắng lễ độ lịch sự, dáng người được điều dưỡng cẩn thận không có bộ dáng thương nhân và hơi tiền trên người tỏa ra nếu không phải thấy ông đứng cạnh tạ thị nhất định bà đã nghĩ ông là quan viên địa phương cả người phong độ nhanh nhẹn có hơi thở hấp dẫn của nam nhân trung niên tim bà ta lại nhảy lên nắm chặt tay vi ngưng tử cuối người hành lễ giọng nói nhẹ nhàng muội muội ra mắt tỷ phu tỷ tỷ thẩm mậu liếc mắt nhìn bà ta trong mắt hiện lên một mảnh đen tối sắc mặt lập tức nghiêm nghị di muội nén đau thương đừng để quá mức đau lòng vân khanh đã sai người đưa thư về nhà trong nhà có khách đến đều phải chuẩn bị cẩn thận đặc biệt là người đang có tang sự lại càng không thể tùy tiện lão phu nhân căn bản không nghĩ đến chuyện này may là vân khanh đến đón Tạ thị mới lợi dụng hai ngày này vội vàng chuẩn bị cẩn thận mọi việc. Tạ thị nhìn muội muội còn ít tuổi mà phải thủ tiết, đau lòng bước lên nắm lấy tay bà ta, muội muội đúng là không để cho người khác bớt lo. Lúc trước tỷ sai người đưa bái thiếp mời muội đến Dương Châu muội lại không đi, giờ gặp mặt lại trong hoàn cảnh này. Tuy trước kia vẫn còn ở trong nhà, muội muội luôn thích cùng bà tranh giành so đo, nhưng Tạ thị vẫn tự biết mình là tỷ tỷ, cũng không bao giờ để ý bây giờ cha mẹ đã khuất núi, trên đời chỉ còn muội muội là người thân ruột thịt duy nhất. Tạ gì nhìn thấy tạ thị như vậy, trong lòng căn bản là khinh miệt, liếc mắt nhìn thầm mậu, hít mũi một cái, làm bộ đau khổ nức nở nói, muội sao có thể không muốn gặp tỷ chứ, nhưng trong nhà không dư giả, lại không có quản gia, đường xá xa xôi, không thể đến được. Mắt thấy cả nhà sẽ đứng ở chỗ này ôn chuyện, thầm mậu vội vàng nói, mẫu thân đi đường vất vả, vẫn nên vào phủ nghỉ ngơi, văn nương đã cẩn thận chuẩn bị tất cả từ trước, chờ nương về để vào ở đấy. Lão phu nhân vốn không kiên nhẫn, đương nhiên muốn vào phủ rồi nói, liên tục gật đầu, được Vân Khanh và thẩm mậu một người bên trái, một người bên phải đỡ vào phủ. Tạ Di và Vi Ngưng Tử từ, từ trong xe ngựa đã thấy cổng lớn của trầm phủ đại trạch sơn đỏ, đá tảng được đẽo gọt thành bậc thang, mỗi bước như dẫm trên mây, Trước cử là hai con tỳ hưu trấn tài điêu khắc sinh động, liếc nhìn một cái cũng thấy phú quý không thể miêu tả, đi vào trong phủ, chỉ cảm thấy mắt không thể tiếp nhận, so với hầu phủ ở kinh thành cũng không kém nửa điểm, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Nương, thẩm phủ thật lớn, so với nhà ở kinh thành cũng không thua kém tí nào. Vì ngưng tử hai mắt híp lại, dựa vào người tạ di nói, chỉ tiếc là tổ mẫu không thích con, hai ngày nay bà không cùng con nói chuyện chỉ cùng biểu muội cười đùa tả di vỗ vỗ tay nàng ta đáy mắt thoát ra một tia sắc nhọn nhẹ giọng tử nhi không cần lo lắng nương có cách làm lão phu nhân càng thêm chán ghét nó nói xong đưa vật đang cầm trong tay cho vi ngưng tử nhìn chỉ thấy vi ngưng tử vẻ mặt bất ngờ nói nương người muốn làm gì đợi lát nữa con sẽ biết khóe miệng tả di cười lạnh lùng kéo nữ nhi đi theo Vinh Tùng Viện là nơi ở của Lão Phu Nhân, ở phía Nam Thẩm Phủ, cách chỗ của Vân Khanh hai viện nhỏ, tạ thị đã sớm sai người sửa sang lại mọi thứ thật tốt. Lão Phu Nhân vừa vào chính phòng của Vinh Tùng Viện đã ngửi thấy mùi thơm mát ùa vào mũi, vừa ngửi đã thấy thoải mái tinh thần, đây là hương trà xanh bách hoa mà bà thích nhất, hơn nữa toàn bộ đồ dùng trong phòng đều do bà sắp xếp trước khi đi, đồ vật quý giá đều ngăn nắp gọn gàng, một hạt bụi cũng không có tấm đệm trên tháp thượng đã được đổi sang gối tơ tằm dùng cho mùa hè, rèm gấm dày của mùa đông cũng đã được thay bằng tấm màn che đỏ thẫm. tất cả đều theo ý thích của bà. gương mặt lạnh băng cũng hiện lên vài phần ý cười. thẩm mẫu thấy sắc mặt mẫu thân vui vẻ, nhìn bích liên phân phó nhanh rót một chén trà mật kim giữ lại đây cho lão phu nhân nhuận giọng. một bên đỡ lão phu nhân ngồi xuống cẩm tháp. tạ gì sau khi bước vào bên trong, nhìn bài trí trong phòng bên trái là bình sứ men xanh vũ thiên tình do nghệ nhân gốm sứ nổi danh tiền triều tạo ra, phía sau lão phu nhân là bộ tranh chữ phúc ngàn vàng do danh gia viết, mỗi món đồ đều giá trị xa xỉ, trong lòng bà ta lại sinh lòng đố kỵ vừa làm bộ như thưởng thức đồ vật, món tay nhanh chóng từ trong ống tay áo ném ra một vật vào bảo cách, giá ngăn cách các vật quý hiếm, kiểu như giá sách. Ánh mắt Vân Khanh xẹt qua, đem động tác nhỏ của bà ta thu vào mắt, đôi mắt phượng hiện lên một tia âm u lẳng lặng đứng cạnh lão phu nhân động tác của tạ di nhanh chóng trong phòng trừ vân khanh vẫn luôn để ý bà ta thì những người khác không nhìn thấy ánh mắt bà ta tự nhiên mở miệng tán thưởng nhìn thấy bài trí trong phòng có thể nhận ra tì tì thật hết lòng với lão phu nhân mỗi một chỗ cũng dùng hết lòng ra lão phu nhân nhìn tạ thị đứng một bên khuôn mặt dịu dàng tĩnh lặng cũng hiểu được con dâu vẫn luôn tận tâm gật đầu tán thưởng, lần này con làm tốt lắm. Tạ thị cảm động liếc nhìn muội muội, đúng là muội muội tốt, vừa bước vào đã nói đỡ cho mình, bà thu hồi ánh mắt, khiêm tốn nói, mẫu thân trở về, con dâu tất nhiên là phải hết lòng. Ai ngờ vẫn chưa nói xong, Bích Liên từ bên kia bưng trà mật kim Dữu đi ra, bất ngờ sợ tới mức hét lên, lại theo ánh mắt nhìn đến thứ đen tuyền cạnh bảo cách, tức giận vỗ bàn, giỏi lắm tạ văn uyên đây là hết lòng của ngươi sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 44, gieo gió gặt bão. Thấy lão phu nhân giận tím mặt, thầm mậu vội vàng bước đến bên cạnh, vừa nhìn thấy, mày nhíu chặt vội hỏi, đây là có chuyện gì? Tạ thị cũng kinh ngạc, vội chạy đến hướng đa bảo các, vừa đến bà liền trông thấy con chim sẻ chết nằm trên mặt đất, sắc mặt bà trắng bệch, ánh mắt không thể tin, bà vì để mẹ chồng về không thể bới móc gần như từng chút từng tấc trong phòng bà đều tự mình để ý giám sát ngay cả vừa rồi ra ngoài cửa đón lão phu nhân bà đã kiểm tra kỹ một lượt trong viện thấy không có gì bất thường mới yên tâm bây giờ làm sao có thể giữa nhà lại phát hiện chim sẻ chết phải biết rằng lão nhân gia rất kiêng kỵ như vậy vừa vào đến sân sau lại nhìn thấy vật chết đây là điềm rùi. nhìn ánh mắt oán hận của lão phu nhân tạ thị lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu giải thích, mẫu thân, mỗi một chỗ trong phòng đều là con dâu sắp xếp, không biết chim sẻ này bay vào lúc nào, cũng không phải con dâu có tình sắp xếp, mong mẫu thân hiểu cho. Lão phu nhân lúc này đang thập phần tức giận làm sao có thể suy nghĩ kỹ, bà vừa khen tạ thị thì gặp ngay cảnh này, đây không phải là đánh vào mặt bà sao. Ánh mắt sắc bén đảo qua tạ thị, lạnh lùng nói, không phải người cố ý sắp xếp thì còn ai vào đây, viện của ta không có sự cho phép thì di nương các nàng không dám vào. Các ma ma, nhà hoàn đều do mình ngươi an bài, có chuyện gì đều phải qua tay ngươi, chẳng lẽ chính ta mang thứ xui xẻo này vào sao? Ngươi không phải là không muốn ta trở về nên an bài như thế làm ta tức chết sao? Lão phu nhân nói xong bắt đầu ho, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Vương ma ma vội tiến đến giúp bà vuốt ngực, Bích Liên vội chạy tới rót một ly trà thanh thủy bưng tới cho lão phu nhân uống. Thẩm mẫu biết tạ thị cùng mẫu thân xưa nay không hợp, nhưng 10 năm nay, tạ thị luôn kính cần hầu hạ, luôn giữ khuôn phép không bao giờ quá phận hẳn sẽ không bao giờ cố ý sắp xếp như vậy. Ông ngẩng đầu nhìn tạ thị, trên mặt bà đều là khó hiểu cùng sợ hãi, nghĩ rằng chắc do đứa nha hoàn nào đó bắt nghịch, kết quả lại để rơi ở phòng lão phu nhân. Ông vội cười nói, mẫu thân bớt giận, Văn Nương vẫn tận tâm tận lực hầu hạ mẫu thân, sao có thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy? Nghe vậy, lão phu nhân đang dựa vào người vương ma ma lại nổi giận, đập tay lên bàn, nói với thẩm mẫu, ngươi chỉ biết bênh vực vợ ngươi nào có đặt mẫu thân ta đây trong mắt, ngươi nói nào tận tâm tận lực hầu hạ ta vật con chim chết này nàng ta giải thích thế nào? Đã không thể sinh được tôn tử thì thôi đến việc nhỏ này cũng không thể làm được. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói chen vào lão phu nhân vốn vẫn không thích tạ thị nên mỗi lần có việc đều mang chuyện không sinh được tôn tử ra nói tạ thị cũng hiểu nên cũng không nói gì thẩm mậu lại càng không thể nói một bên là mẫu thân một bên là thê tử nếu ông nói thì thành bất hiếu chỉ có thể lát nữa an ủi tạ thi mắt thấy tạ thị bị lão phu nhân quở trách mà sắc mặt trắng xanh mất hết thể diện tạ di trong lòng sung sướng vài phần Vị tỷ tỷ đích tôn này, thừa còn ở nhà lúc nào cũng tỏ vẻ rộng lượng, cái gì cũng làm cho bà ta, thật ra tâm tư rất khó lường, phụ thân luôn mắng bà ta tranh công tranh thưởng, nay cuối cùng cũng đã có người thu thập được tạ thị rồi. Bất quá, thấy lão phu nhân nói chuyện càng ngày càng xa, liền đi về phía lão phu nhân. Đối với lão phu nhân thi lễ mà nói, lão phu nhân không cần quá tức giận, tuy nói có vật chết thật sự là điểm xấu nhưng tỷ tỷ ở trong phủ phải giải quyết nhiều chuyện, ngẫu nhiên có sơ sót là chuyện thường, chỉ cần tỷ tỷ hướng ngài nhận tội là được, đừng nên làm bản thân tức giận. Ngoài mặt là giúp tạ thị, trên thực tế là trách cứ cùng nói tạ thị không có năng lực, làm đương gia chủ mẫu đại trạch mà không thể quản lý được. Tiếp đó là làm cho tạ thị nhận tội, cũng là trực tiếp khẳng định tạ thị cố ý vứt chim sẽ sẻ chết đắc tội với lão phu nhân. Nếu hôm nay tạ thị nhận tội, về sau nếu lão phu nhân muốn an bài ai quản lý thì bà cũng không thể phản đối. Nhìn Tạ Thị sắc mặt khẽ biến, nhìn Tạ Di ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ, Vân Khanh âm thầm cười, nàng vẫn không mở miệng cũng vì chờ Tạ Di nói ra những lời này, làm cho Tạ Thị nhận thức được rõ ràng con người thật của muội muội ngoài mặt thân thiện này. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt lão phu nhân, khẽ chỉnh đốn y phục hành lễ, nhẹ nhàng nói, "Tổ mẫu xin bớt giận." theo Vân Khanh vật ấy hôm nay xuất hiện trong phòng là không bình thường. Lão phu nhân thấy nàng nói chuyện thong dong nhẹ nhàng nên cũng hạ giọng, ôn hòa nói, con nói thật. Vậy con nói xem như thế nào không bình thường? Xem ra thời gian này nàng bỏ tâm tư dỗ tổ mẫu cũng không uổng phí, nếu là trước kia, tổ mẫu đã sớm giận cho đánh mèo sang nàng rồi, làm sao còn cùng nàng nói chuyện? Nàng cười nhẹ, đi đến chỗ con chim sẻ chết mà thẩm mậu đã dùng khăn tay bọc lại, nhìn thật kỹ, mở miệng nói, tổ mẫu cùng cha thử nhìn xem, trên đầu, gáy, lưng con chim này lông đều ánh lên màu tím, hai chân đều màu đen mà ở cánh lại có điểm trắng, các người có biết là chim gì không? Vương ma nghe Vân Khanh tả lại liền mở miệng nói, đây là chim hỉ thước. Vương Mama thật đúng là có kiến thức sâu rộng. Đây đúng là chim hỷ thước vân khanh nhìn bà cười nhẹ rồi quay đầu nói với lão phu nhân, tổ mẫu, xưa nay chim hỷ thước tượng trưng cho vận may cùng phúc khí. Nó xuất hiện ở nhà nào thì nhà nào thì tượng trưng cho nhà đó có chuyện vui, hôm nay hỷ thước xuất hiện trong nhà, đúng là tổ mẫu trở về đó là tin tốt. Nghe như vậy, sắc mặt lão phu nhân thay đổi, ngay cả hô hấp cũng còn rồn rập. Tạ Di thấy thế liền cười khan một tiếng, làm bộ như kinh ngạc nói cháu nói lời này nghe có vẻ đúng, nhưng đáng tiếc hỷ thước lại chết trong phòng, chắc đó là gặp gì không tốt rồi. Nói xong, thẩm mậu nhíu mi, ánh mắt khi nhìn bà ta có chút kỳ quái, tạ thị cũng nhăn mày, nghi ngờ trong mắt càng sâu, ngay cả nha hoàn cũng nhìn bà ta nhiều hơn vài lần. Vị tạ di vừa vào cửa là muốn gia đình không yên ổn sao? Mắt thấy đại tiểu thư dỗ lão phu nhân vui vẻ mà bà ta lại há mồm nói lung tung. Đối với lời nói của tạ di, Vân Khanh cũng đã dự liệu được, nàng không hề bối rối, quay đầu lại nhìn tạ di khẽ cười đầy ngọt ngào, gì nói đúng. Hỷ thước bay tới phòng là vì tổ mẫu trở về không khí đầy vui mừng, nhưng lại gục trên mặt đất, nhất định là có người xung khắc với không khí vui mừng mới có thể như thế. Nghe xong lời Vân Khanh nói, lão phu nhân thầm nghĩ thời điểm bà trở về có hỷ thước vào nhà lại vì gì đó không tốt mà xung khắc làm hỷ thước mới chết vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy mẹ con tạ di và vi ngưng tử mặc quần áo trắng, gương mặt mộc không trang điểm, nhất thời hiểu ra. Vi ngưng tử thấy Vân Khanh một lời liền đem mọi sự đổ lên mẹ con các nàng liền đứng ra hành lễ nói, tổ mẫu, trong sân lúc nào cũng có người. Chim hỷ thước này bay đến trong phòng rồi chết, hay là có người để vào trả nhẽ lại không có người phát hiện sao? Nếu hạ nhân không có ai nói thấy thì dù Vân Khanh có xảo biện thế nào cũng vô dụng tạ thị hôm nay cũng vẫn sẽ gặp xui xẻo lớn như trước. Còn hỷ thước này là do nương nàng mang vào, nếu có ai thấy mới lạ. Nghe vậy, khóe miệng vân khanh khẽ cười nhạt, liếc mắt nhìn thật sâu vi ngưng tử, ánh mắt sắc bén của lão phu nhân nhìn quanh các ma ma, nha hoàn trong phòng. chương 45, bắt gà không thành còn mất nắm gạo, một Trần ma ma quản lý trông coi sân tiến lên phía trước nói, bẩm lão phu nhân, vừa rồi thời điểm nô tỳ xuất viện để nghênh đón ngài, thoáng trông thấy một cái bóng đen, sau đó liền quay đầu lại không thấy gì, có lẽ lúc đó hỷ thước đã vào nhà rồi. Vốn chắc ý nghĩ của mình đúng, vì ngưng từ thật kinh ngạc khi nghe Trần Ma Ma nói dối mà không chớp mắt, sắc mặt hơi biến nói, Ma Ma, ngươi chắc là nhìn thấy hỷ thước bay vào mà không phải do ngươi hoa mắt chứ. Trần ma xoay người lại, khoe mắt mang theo khinh bỉ cất giọng nói, biểu tiểu thư, nô tỳ luôn trông coi trong viện của lão phu nhân tất cả việc lớn bé đều do nô tỳ chú ý gần như trước nay đều không phạm sai lầm nếu ngài không tin có thể hỏi những người khác bà xoay người chỉ vào nha hoàn bậc hai tên bích thủy ánh mắt nghiêm khắc hỏi hiện tại biểu tiểu thư không tin lời của ta người hôm nay trông cửa có thấy hỉ thước bay vào hay không bích thủy cúi đầu nói bẩm lão phu nhân hôm nay trông cửa nô tỳ thấy hỉ thước bay vào giống như đại tiểu thư nói hỉ thước là điểm tốt hôm nay lão phu nhân trở về hỉ thước bay vào có lẽ là phúc lộc song toàn liền không ngăn trở thành lão phu nhân thứ tội nàng ta nói xong liền quỳ xuống mắt thấy những người khác đều hướng về giúp tạ thị tạ di nhìn trần ma ma cùng bích thủy trong ánh nhìn như bắn ra băng giọng nói nghiêm khắc uy quyền các ngươi trợn mắt mà nói dối hỉ thước thật sự có bay vào hay không chớ có nói dối lương tâm Vân Khanh cúi đầu, tạ di đây cũng dám nói lương tâm, bà ta cố ý quẳng chim chết vào phòng tổ mẫu, bà ta đây mới là lương tâm bị chó tha mất. Tạ di khí thêm 10 phần, sắc mặt thật sự nghiêm túc, nhưng trong phòng không ai bị bà ta dọa sợ mà ánh mắt còn càng khinh thường. Phải biết trong viện lão phu nhân tạ thị sẽ không dễ dàng nhúng tay vào, phương diện này ma ma và nha hoàn trong viện còn có chút cao hơn so với các ma ma và nha hoàn khác trong phủ họ đều thầm quan sát mẹ con tạ di ăn mặc bình thường, lại biết đây là mẹ con bà ta tìm đến phủ nương tựa thân thích, trong lòng càng khinh bỉ, vậy mà lúc này còn khiển trách các nàng, trong lòng càng tức giận. Trần ma ma liền quỳ xuống, ủy khuất nói, lão phu nhân nếu là một mình nô tỳ nhìn thấy thì thôi, cả bích thủy cùng nhìn thấy, vốn hỉ thước bay vào là chuyện tốt, vì sao có người nói cô ý quăng vào chẳng nhẽ là muốn ra oai phủ đầu cho chúng nô tỳ xem. Nô tỳ vốn chịu ủy khuất cũng thôi, nhưng lão phu nhân thật sự là có phúc khí không thể để người khác bôi nhọ được. Bà là tỳ nữ của lão phu nhân, nhiều năm như vậy địa vị cùng gần bằng vương ma ma, đối với người khác nói lão phu nhân sẽ lựa chọn tin người một nhà bà nhìn mẹ con tạ di cùng vi ngưng tử phát giác ra càng lúc càng không vừa mắt đã gặp các nàng đang có tang sự cũng thôi lại còn cố ý đổ oan cho tạ thị rốt cuộc là thế nào ta đã rõ ràng trần ma ma bích thủy hai người các người đứng lên đi bà hừ lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mẹ con tạ di cùng vi ngưng tử nếu không phải nhớ đến tạ di cứu mình thì bà đã muốn mắng hai người bọn họ một trận tạ di hiểu lão phu nhân tin tưởng do bà ta xung khắc bà ta hiểu rõ là hì thước này không phải tự mình bay vào mà là bà ta trên đường xe ngựa dừng nghỉ thuê người mua đến rồi bóp chết quẳng vào ban đầu là muốn hãm hại tạ thị nhưng không nghĩ tới trộm gà không thành lại mất nắm gạo lại làm lão phu nhân thêm chán ghét mẹ con bà chuyện này đi ngược với ý muốn của bà ta đang muốn biện giải thì vi ngưng tử đã đưa tay giữ lại nhìn bà ta nhẹ nhàng lắc đầu bà ta mới hậm hực nuốt lại lời nói chuyện đến nước này bà ta còn có thể biện giải thế nào tất cả hạ nhân đều hướng về tạ thị một mực khẳng định có hỷ thước bay vào bà ta làm gì có khả năng chối cãi cũng sẽ không có khả năng nhận hỷ thước do mình quang vào chả phải sẽ tự cho mình một cái tát sao vẫn là do tạ thị âm hiểm vừa rồi không phải ở cửa diễn tỉ muội tình thâm sao kỳ thật đã ở sau lưng cùng hạ nhân thông đồng làm chứng giả còn trầm vân khanh kia một con chim chết cũng có thể nói thành phúc khí thật sự là vô sỉ dến cực điểm không hổ là nữ nhi của tạ thị. Nghĩ đến đây, bà ta nuốt đầy một bụng tức, ánh mắt ngoan độc nhìn Vân Khanh, vừa vặn nhìn đến một đôi mắt thâm sâu như nước. Mắt phượng ẩn chứa ý cười rõ ràng là thật vui vẻ, tạ di cảm thấy ánh mắt này thật sự châm trọng. Đối với sự căm tức này, Vân Khanh thập phần không để ý, chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt của tổ mẫu nhìn mẹ con tạ di thập phần chán ghét ý cười càng nồng đậm. Kỳ thật Vi Ngưng Tử rất thông minh, nàng ta biết dùng hạ nhân để chứng minh nhưng cũng do chưa từng quản lý phủ lớn mấy trăm hạ nhân nên không hiểu tâm lý của hạ nhân. Nếu hôm nay hỉ thức này thật sự do Tạ thị làm thì không chỉ mình Tạ thị bị phạt mà bọn họ cũng sẽ bị tội thất trách, ít nhất cũng là 20 đại bản. Nhưng nếu là điểm tốt, do người xung khắc, các nàng chỉ bị khiển trách một chút. Cả hai bên đều có lợi, nên không cần thông đồng trước cũng sẽ như vậy đây chỉ là tâm lý tự bảo vệ mình của hạ nhân mà thôi. Cùng lúc tạ di bỏ con chim chết là bà ta đã tự đào cho mình một cái mồ, rõ ràng là biết rõ người ta nói dối nhưng không thể phản bác đây nhất định là rất khổ sở đi. Vân Khanh có chút đồng tình nhìn ánh mắt oán hận của tạ di và ẩn nhẫn tức giận của vi ngưng tử. Các người tức giận sao? Không, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Kiếp trước, các người cậy có tổ mẫu cùng mẫu thân bao dung, còn có nàng nói tốt mới có thể ở lại thẩm phủ còn đứng vững ở nơi này nếu như tất cả chỗ dựa đều không có thì các ngươi sẽ thế nào vân khanh thật mong chờ được rồi lần sau trông cửa phải cẩn thận không được để xảy ra như vậy kẻo dọa sợ mọi người thẩm mẫu thấy mẫu thân không còn nghi ngờ nương tử liền nói vài lời xoa dịu trần ma ma bích thủy đều khom người vâng giả tạ thị cũng cười nhẹ nói mẫu thân đi đường bôn ba mệt nhọc ngài rửa mặt nghỉ ngơi trước, con dâu bảo nhà bếp chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho người. Ừ, các người lui đi, ta sẽ qua sau. Lão phu nhân mấy ngày nay quả thật mệt mỏi, vừa rồi con nổi giận nên đã rất mệt, gật đầu đồng ý. Vậy con dâu đi trước chuẩn bị, tạ thị hành lễ rồi đi ra ngoài. Tạ di cùng vi ngưng tử thấy vậy cùng hành lễ nói, vậy chúng con cũng ra ngoài trước. Nhưng thấy không khí xung quanh đều không tốt, lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần cũng không có ý trả lời liền phẫn nộ đi ra. Ra muội viện, Vân Khanh cùng tạ thị cùng đi ra, tạ di cùng vi ngưng từ tưởng các nàng đã đi trước không ngờ ở ngoài cửa gặp Vân Khanh cười nhìn các nàng nói, gì, biểu tỷ các người cùng chúng ta đến thiên sảnh đi. Tạ thị vừa rồi đối với tạ di có nghi hoặc lớn nhưng dù sao cũng là muội muội ruột nên bà cũng cười nói, muội muội cũng đi cùng chúng ta đi. Tuy Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử nhìn mẹ con Tạ Thị cùng Vân Khanh không vừa mắt, nhưng dù sao cũng biết mình là khách nên gật đầu. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, không khí rất hài hòa một chút cũng không nhận ra vừa rồi ở chỗ lão phu nhân xảy ra chuyện. Đi về phía hoa viên thì có một nha hoàn mặc áo lục nhạt, váy lụa màu cam đang ôm một con mèo đen gầy nhỏ hướng về phía Vân Khanh. Lưu Thúy vội vàng đứng chắn phía trước. Nhà hoàn kia va phải Lưu Thúy lảo đảo vài bước về phía sau mới đứng vững, con mèo kia cũng rơi xuống. Lưu Thúy liền mắng: "Ngươi là ai, sao đi đứng không nhìn đường?" Nhà đầu kia thấy Tạ Thị cùng Vân Khanh liền hoảng sợ vội quỳ xuống: "Nô tỳ không phải cố ý, vừa rồi khi đi kiểm tra phát hiện ra con mèo hoang, nhất thời nóng vội, thỉnh phu nhân và tiểu thư thứ tội." Tạ Thị đang muốn trách mắng thì Vân Khanh đã hỏi: "Ngươi nói phát hiện ra mèo vậy mèo đâu?" Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng hét chói tai. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.